bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lưu Dược Phi nhận quả ngọt với người tình kém 4 tuổi sau thời gian ngắn yêu đương. Lưu Dược Phi vừa nhận tin vui lớn, cư dân mạng rần rần chúc mừng. Trong giai đoạn 2022-2023, Lưu Dược Phi có màn tái xuất ấn tượng trên địa hạt truyền hình với hai dự án Đình Đám, Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió. Không hổ danh là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của showbiz, hầu hết các tác phẩm của Lưu Dược Phi đều gặt hái được thành tích đáng ngưỡng mộ. Mới đây, thần tiên Tỷ Tỷ và tình màn ảnh kém 4 tuổi nhận tin vui lớn khi được con tinh thần đạt điểm cao chất phớt trên chuyên trang đánh giá chất lượng phim ảnh Douban Trung Quốc. Cụ thể, nhiều khán giả phát hiện phim Đi Đến Nơi Có Gió của Lý Hiện và Lưu Dược Phi tăng điểm Douban lên 8.7 với nhiều bình luận tích cực. Trước đó, phim mở Douban với hơn 8.2 điểm được các nhà đài lớn mua bản quyền phát sóng, nhiều lần xuất ngoại thành công sang các quốc gia châu Á. Đây được xem là thành tích xứng đáng cho chất lượng về nội dung và diễn xuất của dự án. Đi Đến Nơi Có Gió kể về câu chuyện tình yêu bình dị, ngọt ngào giữa Hứa Hồng Đậu, Lưu Dược Phi và chàng trai nông thôn Tạ Chi Giao, Lý Hiện. Phim mang đến hành trình bỏ phố. Phim mang đến hành trình bỏ phố về quê cực thú vị của người trẻ, mang đến phút giây chữa lành tâm hồn cho người xem. Thời điểm lên sóng, Lưu Dược Phi và tình màn ảnh vướng nghi vấn phim giả tình thật vì tương tác bùng nổ phản ứng hóa học. Trong thời gian tới, Lưu Dược Phi sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với phim truyền hình Đại Nữ Trụ, Câu Chuyện Hoa Hồng, đóng cùng Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân. Khán giả kỳ vọng với tầm vóc của tác phẩm cùng danh tiếng diễn xuất của Lưu Dược Phi, Câu Chuyện Hoa Hồng sẽ mang về cho cô nhiều cúp vàng danh giá.